Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder vào ngày 3 tháng 8 kêu gọi Berlin đưa đường ống Nord Stream 2 vào vận hành để hóa giải vấn đề thiếu năng lượng, từ đó giảm gánh nặng tài chính cho người dân châu Âu. Phát biểu về phương án giải quyết tình trạng thiếu hụt khí đốt dự trữ cho mùa đông tới châu Âu, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder cho rằng giải pháp đơn giản nhất là đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động vì nó đã hoàn thành. Ông lý giải thêm, trong trường hợp tình hình diễn biến xấu đi, việc có cả hai đường ống Nord Stream 1 và 2 cùng hoạt động đồng thời sẽ giúp đảm bảo nguồn cung khí đốt không chỉ ngành công nghiệp mà còn cho các hộ gia đình ở Đức và châu Âu. Nord Stream 2 là đường ống khí đốt khổng lồ chạy từ Nga sang Đức song song với Nord Stream 1 dưới biển Baltic, được lắp đặt xong xuôi từ cuối tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, hồi tháng 2 năm 2022, chính quyền của Thủ tướng Đức đương nhiệm Olaf Scholz đã đình chỉ cấp phép cho dự án Nord Stream 2 khi Nga chuẩn bị phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cùng ngày, công ty Siemens Energy cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ kiểm tra lại tuabin ở cơ sở của Siemens ở vùng Mülheim an der Ruhr, phía tây bắc nước Đức.